Xin chào tất cả quý vị và các bạn, tôi là Quân Đán Ninh Bình, là chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn thiết kế thi công xây dựng các công trình lăng mộ. Thì uh, mình vừa mới thi công xong một cái công trình lăng mộ tại Hà Nam có diện tích là hơn 100 m2. Cái uh, khu lăng mộ này có cái diện tích mặt tiền là rộng 6,8 m và dài 15,2 m. Thì đây là một trong những cái công trình lăng mộ có thể nói là với kích thước rất là chuẩn để quy hoạch để xây dựng cho một gia đình. Thì xin mời quý vị và các bạn đi vào bên trong để xem xem là ở trong công trình uh, lăng mộ này thì nó sẽ có những cái hạng mục gì và nó hợp lý như thế nào và trước mắt quý vị và các bạn thì đây vẫn là một bộ cổng tứ trụ và có một cái điều như thế này tức là khi mà chúng ta xây dựng những cái công trình lăng mộ mà nó có cái vị trí đẹp như thế này ấy, tại sao mình lại nói cái công trình này nó có cái vị trí đẹp tại vì là mọi người nhìn thấy thì đây là cái mặt tiền đằng trước là đường cái 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 này có thể nói là cái 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 suất đất gọi là hai đầu ve đấy thì mình nên tận dụng cái không gian này để làm sao cho công trình nó bề thế nhất nó hài hòa nhất thì để để cho công trình nó mang tính chất trường tồn ấy thì từ cái cốt của đường thì mình đang thiết kế là bước ba bậc để lên trên cái khuôn viên của công trình lăng mộ này sở dĩ tại sao mà mình phải thiết kế lên ba bậc như thế này ấy, để mình tạo cho công trình một cái sự uy nghi và bề thế hơn và cái điều quan trọng nữa là sau này khi mà cái việc mà địa phương người ta có thể người ta nâng cái cốt đường lên ấy, thì công trình của 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 các cụ thì vẫn là không bị thấp đi thì đó là một trong những cái điều rất là quan trọng tại vì cũng có rất là nhiều những cái công trình là khi mà đã làm bằng đá rồi nhưng mà vì tính cái cốt nó không chuẩn ấy thì dẫn đến là khi mà người ta nâng đường lên ấy thì công trình nó bị thấp đi và như mình vừa nói thì một khu lăng mộ uh, kiểu mẫu quy hoạch một khu lăng mộ kiểu mẫu cho một cái khuôn viên gia đình thì đây có thể nói là một trong những cái công trình có kích thước có cái quy hoạch rất là lý tưởng trước mắt quý vị và các bạn thì cái phần lăng thờ chính này ấy, đang được thiết kế nó cũng khá là ấn tượng cái ấn tượng ở đây tức là mọi chi tiết nó rất là đơn giản nhưng mà nó tinh tế ở trong các cái đường nét và để tạo cho cái sự nổi bật của công trình thì từ cái phần cốt dưới này này bước lên trên này tức là cái phần trên này là sau này sẽ đặt hai phần mộ của ông và của bà thì mình có thiết kế là lệch cốt lên một một cấp nữa để cho nó trang trọng hơn và cái phần lăng thờ thì mình cũng thiết kế là một cái bậc nữa lên để trong cái công trình nhìn nó nó bệ vệ hơn và ở trong cái khuôn viên của cái công trình này ấy, thì mình rất là thích bởi vì là cái cái diện tích cái chiều ngang này, cái chiều ngang 6,8 m này thì nó khá là cân đối và và nó tạo một cái sự gì đó nó rất là ấm cúng, tức là nó không bị loãng, cái không gian nó không bị loãng. Và ở trong cái công trình này thì khi mà thiết kế xây dựng cái cái công trình này thì bác chủ đầu tư anh Hiền anh đưa ra một cái tiêu chí tức là anh muốn mọi thứ nó phải thật sự là rất là tinh tế, đơn giản thôi, không cần phải quá là 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 cầu kỳ và nó nó không nhất thiết là nó nó phải là quá đồ sộ đâu nhưng các hạng mục phải thiết kế nó cân đối nó hài hòa với tỷ lệ của công trình và ở trong công trình này ấy, thì cái phần tường bao quanh này là đang cao 81 cm và hai anh em có đưa ra một cái tiêu chí đơn giản tức là mọi thứ phải làm đơn giản nhưng mà thật thật là tinh tế thế nên cái phần tường rào này mình đang cho đục liền chứ không đục thủng để nó đảm bảo cái sự bền chắc của công trình à có một cái chi tiết này có một cái chi tiết này ở phần cổng em quay giúp cho anh chỗ này đi à, cái video này chắc là tẹo nữa thì có một uh, một cô cô thủy ở trong đồng ở trong cô đang ở trong bình định thì cô sẽ xem và cô cô đang nói là bà và mọi người trong gia đình đang rất thích cái chi tiết của cái bông sen này và cô muốn rằng là sau này những cái hạng mục tường bao ở trong công trình nhà cô ấy đấy em ơi đây à, hôm nay anh quay 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 luôn cái phần này đi à, em quay bên này này cho nó nó xuôi sáng để để cho cô thủy và bà sẽ hình dung ra được thì cái cái phần này này ở đây đang là chữ thọ nhưng mà sau này ở trong đó có thể là mình mình làm hoa sen hết để cho nó tạo cái điểm nhấn và công trình nhìn nó nó tinh tế hơn. À đây. Cái bức bình phong ở trong công trình này này em ơi, em quay vào cái phần bức bình phong này này. Cái bức bình phong ở trong cái công trình này khá là tinh tế và các cái chi tiết đủ rất là nét, rất là nét. Đấy thì như mọi người đứng ở bên trong lăng nhìn ra đứng ở bên trong lăng nhìn ra tức là mọi cái bố cục, mọi cái không gian nó rất là cân đối và hài hòa. Tại vì như mình vừa nói với cái diện tích chiều ngang là 6,8 mét và dài 15 mét như thế này thì là thiết kế quy hoạch cho một cái khuôn viên, khu lăng mộ, gia đình nó rất là phù hợp, rất là trang trọng. Đấy đứng từ dưới nhìn lên, có khi em quay ở phía bên này nhìn vào là nó nó xuôi sáng, đứng ở chỗ đấy là hơi ngược sáng. Em quay sang đây đi. Đấy. Ở trong cái công trình này ấy, thì cái lăng thờ sẽ là phần điểm nhấn chính. thế nên là các cái phần mộ ở đây ấy, mình đang thiết kế là theo cái kiểu là nó đơn giản thôi nhưng mà lại rất là bề thế. tại vì như cái ngôi mộ này là có kích thước rộng một m linh bảy và dài một m sáu bảy, làm từ những cái phiến đá xanh rêu liền nguyên khối thì nó tạo cho cái công trình sự chắc khỏe và có thể nói rằng là nếu như mà khi mà xây dựng một cái khu lăng mộ cho gia đình và nhiều bác cứ băn khoăn là không biết là bây giờ có thể lấy cái quỹ đất bao nhiêu cho nó phù hợp. Đấy thì các bác có thể chọn cái kích thước là rộng 6m8 hoặc là hơn một chút Còn chiều dài các bác cứ làm khoảng tầm từ 16, 17, 18m Ví dụ thế thì nó rất là đẹp rồi Và mọi cái thiết kế ở trong một cái công trình lăng bộ nó đòi hỏi là phải có cái sự quy hoạch Phải có sự chuẩn bị chỉn chu ngay từ ban đầu Vị trí nào đặt cái gì, kích thước bao nhiêu, cao độ bao nhiêu Thì mình phải thiết kế quy hoạch cho nó nó đồng bộ Và hai cái giải đất hai bên này này Hai cái giải đất hai bên này là đang cái phần quỹ đất để dự trữ cho cái thế hệ sau và mỗi một cái hàng như thế này sau này sẽ để được mỗi bên là hai ngôi mỗi để để mỗi bên là được hai ngôi thì một công trình như thế này là nó 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 cũng rất là hợp lý đấy thì uh, uh, nếu mà quý vị và các bạn muốn tìm hiểu thêm về các cái công trình năng mộ đá thì quý vị và các bạn có thể gọi điện cho em theo số điện thoại ở trên màn hình em sẽ tư vấn uh, giúp quý vị và các bạn để có thể xây dựng được những công trình năng mộ đá chất lượng hơn xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều